Xin chào các bạn, hôm nay là ngày Valentine. Các bạn đi đâu chơi không? Hôm nay người cá cũng như thường lệ thôi. Valentine của người cá là giúp các em nhỏ trở thành người cá. Chắc lễ tình nhân con người sẽ đưa nhau đi chơi sướng lắm ha. Tình yêu của con người là nghĩ cho bản thân nhiều hơn người khác mà. Còn tình yêu của người cá là phải hy sinh hạnh phúc cá nhân vì tất cả. Cố gắng làm việc để giúp thế giới trở nên tốt đẹp, để muôn loài đều có được tình yêu thương thật sự. Nếu trái đất này không còn người cá tồn tại, chắc các bạn sẽ nhớ mình lắm nhỉ. Nhưng Tiêu đi rồi sẽ có người cá khác lên thay thế thôi, cũng không có gì là buồn. Ngày lễ tình nhân, chúng ta trở thành người cá nhé các bạn ơi. Làm người cá phải giúp con người bỏ được mê chấp, đó mới gọi là tình yêu thương thật sự đúng không? Giống như đi đâu Tuyên cũng phải che mặt để chống bụi ô nhiễm là phụ, còn giúp mọi người không sinh tâm phân biệt mới là chính. Vì con người nếu ganh tị nhan sắc lẫn nhau thì họ sẽ muốn hủy hoại thân thể của mình. Hay Tuyên đi xe đạp để rèn luyện thân thể cũng là phụ, còn bảo vệ môi trường xung quanh trong sạch cho mọi người hít thở mới là chính. Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi giao chiếc đuôi nàng tiên cá này đến lái thiêu. Nhưng mà Tiêu sẽ không thể nào mà đi đến lái thiêu được, nên Tiêu sẽ gửi cái dịch vụ mà Tiêu hay thường gửi, đó là dịch vụ Viettel đó các bạn. Lễ tình nhân, con người thường quan tâm đến người yêu của mình. Còn làm người cá, bạn không có nhiều thời gian để mong cầu những việc như vậy, mà chỉ có thể quan tâm đến những ai đang ở bên cạnh mình mà thôi. Chính xác gọi là tùy duyên. Nhưng hôm nay Valentine, Tiêu đi giao mấy cái đuôi người cá để các bạn thấy tình yêu của người cá là được mang lại hạnh phúc cho người khác. Người cá đến rồi các bạn ơi, chờ tôi ôn đến nha. Các bạn muốn trở thành người cá thì phải sống giống như Tiun vậy đó. Phải ưu tiên cho lợi ích của người khác lên hàng đầu. Càng nhiều người cá xuất hiện thì Tiun sẽ càng đỡ phải mệt mỏi trong việc kêu gọi bảo vệ thiên nhiên, động vật và môi trường biển. Lễ tình nhân đối với người cá là không phải chỉ giúp cho mọi người yêu thương lẫn nhau, mà mình phải mang lại yêu thương cho tất cả muôn loài. Những ai đang muốn được yêu thương thì phải làm người cá đi nào. Dẹp bỏ tình cảm luyến ái cá nhân ích kỷ đi nào, sẽ thấy được một tình yêu bao la, rộng lớn khắp muôn nơi. Ok, Tiêu đến nơi vận chuyển tình yêu của người cá đến người ta rồi đây. Rồi, bây giờ chúng ta đã đến dịch vụ vận chuyển Viettel rồi. Vô thôi. Thank you. Ủa, Lexi đi đâu vậy? Lexi đi đâu bye bye vậy? Cướp xe đạp Tiêu. Trời ơi, Lexi đâu ra cướp xe đạp Tiêu, tỉnh vậy Lexi? Ồ, bữa nay Valentine Lexi có đi đâu chơi không? Có. Đi đâu? Đi mô. Đi mô chơi hả? À. Ok, vậy Tiêu đi chơi mô với Lexi nha. Không, Tiêu không đi được. Sao vậy? Tiêu không có xe để chạy. Nói, ta đi xe đạp nè. Đang cướp xe đạp nè. Trời, cướp xe đạp của Tiêu nó mới ghê chứ. Xin chào các bạn, bây giờ Tuyên đã đi giao hàng đuôi nàng tiên cá từ sáng tới giờ cho mấy em nhỏ rồi, là giúp cho các bạn nhỏ chuẩn bị trở thành người cá tương lai đó. Bây giờ Tuyên sẽ đi mua sắm với Lexin. Rồi cho các bạn xem tối nay là người cá sẽ làm gì trong ngày Valentine nha. Rồi bây giờ chúng ta Lexin lúc nào cũng xuất hiện trước camera một cách bất ngờ. Bây giờ chúng ta khóa xe, để xe ở ngoài đây, để ngoài đường luôn ha Lexin ha. Đây được không? Được mà đúng không? Nếu mà không được là ra còn cái ổ khóa mà mất chiếc xe thôi đúng không? Chắc không có gì đâu ha. Thôi chúng ta đi thôi. Lợi ích của việc đi xe đạp là như vậy đó các bạn. Chúng ta có thể để xe ở ngoài cột đèn, khóa lại là xong. Còn đi xe máy chúng ta phải mất công giữ xe nữa, rất là mất thời gian. Ồ, vậy là hôm nay người cá đi chơi Valentine hả Lexin? Chứ là cái gì? No. No. Kìa.
Chúng ta đi siêu thị, không ngờ siêu thị ở gần đây lại tổ chức Valentine gần đây ha. Rồi vậy là mình sẽ đi đến đây để cho các bạn tham quan thử. Liều bày tỏ. Em nhỏ này sẽ bày tỏ tình cảm của em ấy với ai vậy? Em ấy sẽ bày tỏ tình cảm với anh hai của em ấy. Taxi, em có muốn bày tỏ tình cảm với ai không? Bày tỏ tình cảm với mẹ đi. Bày tỏ tình cảm với người cá đi. Bày tỏ tình cảm với thiên nhiên, môi trường, động vật đi. Đây là không khí yêu nhau tại Valentine quận 7. Đi ngoài đường chúng ta cũng có thể thấy được các cặp tình nhân đi đây. Tăng 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 tăng, vừa đi vừa ôm nè các bạn ơi. Đó, đó. Đây là tình yêu của con người. Rồi hồi tiếp ôm sẽ cho các bạn xem tình yêu của người cá là như thế nào nhé. Đúng không Lexi? Các bạn có thích làm người lớn không? Trở thành người lớn là như thế, trở thành con người là như thế. Còn trở thành người cá thì tình yêu của người cá là sẽ không bao giờ già, không bao giờ chết. Người cá là mãi mãi hồn nhiên nha các bạn ơi. Người cá nhí rất là vui nè, thấy không? Người cá nhí Lexi ơi. Đây. Đây. Chen vô giữa đi Lexi. Thấy ai đang nắm tay nhau chen vô giữa đi. Sẽ có chuyện xảy ra. Rất là hay. Thấy chưa các bạn, thấy chưa, người cá là như vậy đó. Người cá chúng tôi rất là hồn nhiên, vui vẻ, yêu đời, không bao giờ lo nghĩ gì cả. Bởi vì tình yêu của chúng tôi là bao la rộng lớn, tình yêu đến thiên nhiên và động vật. Bây giờ chúng ta sẽ lên cầu ánh sao chơi ha. Coi con người lên đó làm cái gì ha. Người cá Lexi. Ồ. Come on. Nói gì đi? Nói gì bây giờ thì vô đây chúng ta coi cảnh con người yêu nhau thôi. Chúng ta vô đây xem cảnh con người yêu nhau như thế nào. Wow, chúng ta vô lên cái chầu này thôi. À, con người yêu nhau sao tạo ra em bé nè. Quá trời em bé nè Lexi. Chà, cậu ánh sao đẹp quá ha. Sao dưới mặt đất kìa. Lexi làm gì đó? Lexi làm gì tắt hết bóng đèn vậy? Hay quá ta. Trò chơi nhảy bóng đèn hả Lexi? Nhảy tới đâu là đèn tắt tới đó hả? Nhảy tiếp đi. Nhảy một bước thôi, nhảy hai bước là không được. Lexi. Lexi mà nhảy hai bước là Lexi bị thua nha. Một bước là phải che kính bóng đèn lại nha. Rồi nhảy đi. Đây. Rồi hai bước thua, tới phim phải quay cho Tion. Tion xuất phát từ đây nha. Trời ơi, cái đó đừng à. Lexi ơi, Valentine là ngày gì vậy? Là ngày yêu. Là ngày con người yêu nhau á hả? Còn người cá thì sao? Đánh nhau. Hả? Không dám đâu. Valentine là ngày người cá yêu cái này nè. Valentine là ngày người cá yêu biển, yêu thiên nhiên, yêu động vật nè. Các bạn ơi, biển đẹp không?
Nemo. Ôi, tình yêu của người cá là ở đây nè các bạn ơi. Wow, tình yêu của người cá ơi, tình yêu ơi. Đây là ý tưởng làm ra đuôi cá của hãng Lassini luôn đó các bạn. Đây, Tiun chỉ cho các bạn xem đuôi cá trẻ em nha. Đuôi cá trẻ em đâu ta? Đuôi cá trẻ em được lấy ý tưởng từ đâu ta? Đuôi cá trẻ em, đây rồi. Đây nè, đuôi cá trẻ em nè. Cái đuôi cá khuyết vô nè, có hình lưỡi liềm nè, là đuôi cá trẻ em đó các bạn. Còn đuôi cá người lớn sẽ ít khuyết vô một chút, còn đuôi cá rồ sẽ ngang luôn. Đây dạng đuôi cá người lớn nè, cái đuôi sẽ ít khuyết vô một chút đó. Những chú cá mà đuôi khuyết sẽ bơi rất là chậm, còn những chú cá mà đuôi cong cong thì bơi nhanh hơn, còn những chú cá mà đuôi ngang luôn là sẽ bơi rất là nhanh. Các bạn thấy hay không? Wow, chanh dây nè các bạn ơi. Đây là món sợ người cá rất là yêu thích. Chuối nè, táo nè, toàn là những món mà Tiun yêu thích. Người cá là chỉ thích ăn trái cây thôi. Tiun có thử không? Ủa, cho Tiun thử hả? Cảm ơn nha. Chuối hả? Anh là Tiun. Hả? À, anh biết anh. Biết là Tiun. Anh là người đánh cá. Cảm ơn em, chào em. Có chuối của đồng nành. Không có đá thôi, không có đường thôi. Cái này có đường. Nước dưa hấu thì ngon á. Ờ, cảm ơn em nha, ngon ghê á. Bye bye em nha. Cảm ơn. Bye bye. Nên xin giới thiệu về chiếc xe đạp này cho Tiun và các bạn nghe đi. Nhìn nè, nhìn bánh xe hơi này nè. Bánh xe hơi luôn chứ không phải xe đạp hả? Quá dữ. Xe đạp mà bự như bánh xe hơi hả? Chiếc bánh này để làm cái gì? Để chạy nhanh, chạy lên núi, chạy lên cát, chạy lên nước, chạy lên cái gì cũng chạy lên được. Vậy chạy lên người cũng được nè. Chạy lên người cho chết người hả hay sao? Đúng rồi. Sao lấy xin biết chạy lên cát, lên nước được? Wow, lấy xin hay quá các bạn ơi. Đây là loại xe đạp Hàn Quốc có thể chạy trên mặt nước, làm phao vượt sông. Xe chạy trên mọi địa hình cát biển, tuyết và đồi núi. Wow, ghê dữ vậy. Người cá có nên đi xe này không các bạn? Có. Các bạn chưa nói có mà sao lấy xin nói có lẹ quá vậy? Tiun sẽ có, mai mốt sẽ có. Để chừng nào Tiun đi phiêu lưu khắp Việt Nam giải cứu động vật và môi trường, kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật rồi Tiun sẽ đi xe này ha. Đúng rồi. Ok ha. Yeah. Nha, các bạn nhớ ủng hộ Tiun nha. Mốt Tiun mua xe đạp này Tiun đi khắp Việt Nam cho các bạn xem nha. Rồi bye bye. Nó xin chuẩn bị cho Valentine của người cá hả? Dạ. Ok. Bây giờ chúng ta đang trong siêu thị Giant. Siêu thị này nổi tiếng là bán rau sạch. Không biết có sạch không thì người cá sẽ phải ăn thử để test được cái độ sạch của nó như thế nào. Wow, đây là táo gì đây? Táo Mỹ. Táo Mỹ mà thấy dập dập là thấy nó cũng được đó nha. Chứ cái táo mà nhìn nó mà lúc nào nó cũng như mới vậy nên là nó có ướp chất. Oh, táo này có ướp một cái chất gì đó. Nó xin hỏi Tiun cái gì? Apple này có ngon không Tiun? Nhìn thì rất là ngon, không biết ăn vào có ngon hay không thôi. Yeah. Rau ở đây sạch không Tiun? Rau ở đây chưa có ăn thử, không biết sạch hay không nhưng mà nhìn rất là tươi. Wow, trái gì vậy? Trái mango của Mỹ á. Mango. Trái xoài của Mỹ đó các bạn, bự quá ha. Wow, Việt nhập Nam. Về. Mấy đồ này nhập về hết. Việt Nam bây giờ phát triển quá kìa. Nhập trái cây Mỹ về ăn luôn kìa. Trái quýt này nhập ở đâu vậy ta? Lâm Đồng, Đà Lạt hay là Mỹ luôn đó? Wow, rau sạch đó hả? Những món Tiun yêu thích này rồi các bạn người. Cặp tới đầu nguồn Tiun không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Dữ có, nó còn mấy cái này cho nuôi rau được nè. Vậy hả? Rau sạch quá hả? Thôi bây giờ lấy ăn đi, ăn liền đi. Nè. Wow, bảo tồn tốt nhất.
ở 16. Ồ, nó còn đất dính trong này luôn hả? Rau sạch quá ha. À. Wow, rau ở đây sạch thiệt. Rau nào cũng có hết trơn á. Biết sao không? Tiun hửi cái mùi rau á, Tiun thấy là rau không có phun thuốc nhiều ha. Nhưng mà mấy cái rau này chị không có, nó cắt hết rồi. Cái rau này thì cắt rễ rồi ha. Rau này còn nguyên cái rễ luôn. Yeah, cho nuôi được. À, mình về mình trồng lên được luôn đúng không Lexin? Vậy mình về mình trồng đi Lexin, mình khỏi đi chợ mua rau ăn nữa. Yeah. Người cá mà, Lexin là người cá bảo vệ thiên nhiên hay động vật vậy? Tiun nhớ Lexin là người cá bảo vệ thiên nhiên đúng không? Còn Tiun là người cá bảo vệ biển mà. À. Hai cái. Bảo vệ hai cái luôn hả? Vậy thôi, Tiun giao nhiệm vụ cho người cá em bảo vệ thiên nhiên và động vật là đây. Lấy cái rau này về trồng. Chịu không? Chịu. Các bạn thấy lễ tình nhân của con người và người cá khác nhau như thế nào rồi đúng không? Con người yêu nhau cũng chỉ do ham muốn nhất thời rồi tạo nghiệp, tạo ra em bé. Em nào được phước thì được hưởng thụ, sống tốt. Em nào mất phước thì lại bị cha mẹ ruồng bỏ, không nhìn mặt. Tội nghiệp lắm. Đây là cảnh yêu nhau của con người nè. Lúc đầu thì vui vẻ sung sướng, lúc sau thì sao nào. Bởi vậy càng ăn thịt động vật thì các bạn chỉ càng ham muốn làm khổ lẫn nhau mà thôi. Nếu từ bỏ được việc làm hại động vật thì chắc chắn các bạn sẽ không yêu đương mù quáng như con người đâu. Và trở thành người cá luôn đó. Tất nhiên là trở thành người cá giống như Tiun thì bạn sẽ không có còn ham muốn cuộc sống hưởng thụ của con người nữa đâu. Như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ còn cảm thấy yêu là khổ nữa đâu. Yêu là sung sướng cuộc đời lắm cơ. Yeah. Sau khi đã đi Valentine của con người về rồi đúng không Lexin? Bây giờ tới Valentine của ai? Tiên cá. Đúng rồi, Valentine của người cá. Yeah. À, Donut cũng muốn tham gia nữa đúng không? Yeah. Bởi vì Valentine của người cá là lúc nào cũng phải có thiên nhiên và động vật đúng không? Đúng rồi. Yeah, Donut yeah. May mắn lắm nha. Được người tiên cá Lexin mời đi Valentine nha. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ chia seed vô trong cái này để bỏ cái nước chuốt vô. Người cá không ăn thịt nhưng mà người cá ăn chia seed nó cũng có chất dinh dưỡng. Con như mèo. Là thịt động vật gì đó. Con mèo đang tới để giúp người cá chuẩn bị đồ nè. Wow, người cá Lexin kìa, cho chúng ta uống nước ép táo nè, nước ép gì nữa đây. Wow, chia seed kìa. Wow. Uống cái này là ngon hơn thịt luôn đúng không Lexin? Đúng rồi. Chúng ta vẫn có thể khỏe mạnh hơn là ăn thịt động vật. Ăn thịt động vật thật là ác đúng không Lexin? Đúng rồi. Làm tự nhiên vì cái bụng mình no mà mình lại đi giết một con vật để ăn đúng không Lexin? Trong khi uống chia seed này, ăn cái hộp chia seed này nó cũng bổ dưỡng như là thịt mà. Đúng không? Vậy tại sao chúng ta phải ăn thịt? Chúng ta đúng là không giống như con người đúng không Lexin? Chúng ta là tiên cá thật sự đúng không Lexin? Đó là cách uống nước ép của người cá. Là uống không có đụng miệng đúng không? Đúng rồi. Uống đụng miệng là bị dơ đúng không Lexin? Đúng rồi. Và ai khát nước thì cho người ta uống chung được. Ồ, Lexin giống Tiun quá. Người cá Tiun và người cá Lexin vừa tạo ra trái tim từ những ngọn đèn cầy để mời các tiên cá đến. Các tiên cá ơi, các tiên cá chưa xuất hiện à, các tiên cá hãy xuất hiện đi để đến với buổi tiệc chung vui cùng với Tiun và Lexin. Trong ngày Valentine, người cá chỉ yêu quý thiên nhiên và bảo vệ động vật. Và đây, Tiun muốn giới thiệu với các bạn, đây là món ăn của người cá. Đây là món gì vậy Lexin? Đây là món rau. Đây là món rau cần. Còn đây là món mì spaghetti chay. Còn đây là dưa leo chấm với nước sốt. Nước sốt dưa leo này ngon lắm. Còn đây là bắp rang. Còn đây là bánh. Đây là buổi tiệc Valentine. Cầu cho thế giới hòa bình. Cầu cho thiên nhiên động vật được bảo vệ. Cầu cho biển không còn bị thả rác, thải chất độc hại xuống nước nữa. Các bạn ơi, hãy trở thành người cá để cùng với Tiun và Lexin bảo vệ cho thiên nhiên, động vật và môi trường của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn nha các bạn. Tình yêu là phải như vậy, tình yêu là phải hy sinh cho muôn loài. Chứ không phải tình yêu là yêu thương cá nhân ích kỷ như con người nha các bạn. Ok. Nào.
Nhập tiệc thôi. Sau khi tiên cá ăn xong rồi, chúng ta sẽ xuống đây để bơi lội đúng không nào Lexin? Oh yeah, các bạn thấy hồ bơi không? Ăn uống xong tới giờ bơi lội của người cá rồi các bạn ơi. Happy Valentine.